nghề con của cha bất ai đồng định sinh quan đều thất hành định quan hạ tử thành ra hồi cục nghề quan triều tường là con hoa thứ hai đời lê tách tổ quản cai trong nhớ chưa gì thành ra hồi cục nghề vui vẻ đến dòng sớm hôm mai cho bà đệ nhất vui vẻ đến dòng ngày chơi phù trinh tiểu hồng cho bà đệ nhất vào ra gì là Phật gì là nuôi nhang xa nhiệt pháp rơi bông quân chư Phật ngày hội tất giao văn tỳ sư kết cương thành ý phương vân chư Phật hiện toàn thân nam mô nhang cung giác Bồ Tát Ma Tát nam mô nhang cung giác Bồ Tát Ma Tát nam mô nhang vật cái Bồ Tát thành ra hồi cung nhiệt tiên thánh trên ngàn dòng văn tiên thánh trên ngàn nhiệt tông nghe quang tuần chào bà đệ nhị sanh đạt chúc chúc ở đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
niềm làn xa cô tôi tôi tưởng à đâu vần vần tóc mãi vô dòng công chúa thiên thiên à. Cùng nghe chúa thiên thần thánh, rằng sinh sinh nghe hạ dân huyền cao thục hàng, quyền châu cái cao lạc hạ dân sơn tinh tinh nghe cầm thú hổ lang về châu quyền cai tam thập ngàn châu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bước trên cầu mình
gió người tiên nữ đang bay về bạn đến đây. Gió người tiên nữ đang bay về bạn đến đây. Đem lại lập xa lập gần bàn cho đồng tiền tốt nửa dày bông đốc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng còn nhang có phục thờ ba mươi mùng một mười tuổi hôm giờ ba mươi mùng một hôm giờ mười tính châu ban nên tiếng ai châu lại kêu hoan cho thừa vào đến nơi ở đây khuya sớm ra vào đếm cho trăm họ đời đời giàu sang ngày hoa sao gót trên non tiếng đàn tiếng hát là vẻ ngon rơi về cả đời tung tăng nghe cất cao tiếng hát vang câu ca cất cao tiếng hát hòa vang câu ca dọc núi cao ngàn dọc núi băng băng qua đèo về đến đây dọc núi cao ngàn dọc núi băng băng qua đèo về đến đây. Được lên đồng chú sân về ngủ ngàn được ngờ đi và nẻo quan sang thanh gia hồi thanh thoại thiên tai để tam trò thanh thoại thiên tai thanh gia tứ phủ tề tòng chiêu dung trò tứ tề tòng liêu dung công chúa điện dòng trò sông hoa quê nhà suối lấn lê châu năm châu ngự trên trò sắc phong chúa lục cung cũng nương vâng dòng chật chật thị xinh xinh thay thượng ngàn thank you.
trong bình ngọc ra ngoài bàn loan. Đêm đông xuống trần gian bao mộng, chân chân tỷ hương tâm tâm đông đông bao thái mang tuần tuần chín chín tháng lẻ. Hỏi thăm về tới bạn
phương đem lại lộc xa lộc gần để ban cho đồng tiền tốt mùa dày bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con nhang khó phục thờ 30/1/10 tiếng hộ dầm 30/1/1 hộ dầm 14 cho nhiều hơn năm ngoái năm
xưa họ nguyên còn nhang khói phục thờ. 30 mùng 1 người tới hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Châu ba chưa thương ai, thương ai tài lộc châu ba, thương ai châu lại kế hoan cho được vào đến ở đây khuya sớm ra bệnh lả nhé, bệnh lào lưỡi trắng nhé, thế là
chúc chầu bà về nhá, chầu bà giải binh giải bệnh là cho tiêu tai bệnh tật nhá. Được nhà nào cũng lấy người hương của ruộng người thịnh của bền già được sức khỏe chỉ được bình an thân hư tráng kiện bảo mệnh được thang thường ngô. Chiều hôm ý.
có người nhiều người ít lại có người tủi thân. Thôi đi, để cho chồng ta xây giá về Lạng Sơn. Với tiêu chuẩn con kính trở về Lạng Sơn đi. Hẹn mấy ngày lòng vẫn khách hội, trở lại về chúc lễ Sơn Tràng. Kim Giao đồng mỏ chi lăng nghe có ai lên nghe. Đồng mỏ chi lăng nghe trở mời Đức Kiệt giúp dịch tiến trình. Sinh khoáng bỏ bà ba
với trên bức tường nhìn ngang nguy hiểm, đêm anh khuya mẹ mai giữ dòng nhìn. Thank you.
gần gần người thái sùng xuân sang đỏ tóc đầu ai đi lên bỏ ở làng sơn bắc lệ
được nghe tiền tỏa xa, xoay bên đèn đẹp làm sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với tiếng chào các ghế trở về làng Sơn đi, hết mấy ngày lòng vẫn khánh hội trở lại về trước lễ Sơn trà thanh gia hồi nên duyên lương nghi long thành con mãi thịnh thịnh cung thịnh mời châu tổ ngự vui. Có gốc nở canh nghĩ xanh ngọn được nghe có buồn bể cả sóc sâu người ta xích xích trượt đâu trường bởi đâu góc góc nghe là tiên tổ ông sâu rõ ràng nghe sinh ra con cháu các sinh sinh ra con cháu các quê huệ thịnh thịnh vượng nghề thọ trường nghề vương âm hôm nay nhân nhân tiết này lành cháu cháu con thiết thiết đánh lên tập tập thành thành nhà sân sân cây có
trường sinh vinh tuế cũng mở đường thế hệ mai sau trăm năm một cuộc về dâu nghĩ nghĩa. Cuộc bể do tóc xanh rồi cũng bạc đầu phóng xa chim không tổ như nhà không mái tựa ra được một chốn từng phen mấy dặm người ở cung tiền lập mê sẽ sờ dọc chậm chậm hoàn cũng bộ nghề tính được điều khách đang niệm đi dương quan nghề. Thank you.
vai mang nghe cũng nghe tiên thành nghe kiếm chỉ trước điện bước ra hoàng thân dân trên tay xa bờ lòng tham mê chìm đắm mê đắm khó lên rượu đào tam bối
mây dâng lên bề ngọc kính vua tạ mẫu để các cô đông mời là mời giấc con hoàng bơ say các cô đông mời là mời giấc ông bơ hoàng mùi phong nguyệt đó là cảnh thật tiên. Núi ngọc nghi quanh đồi chim hót chút sân sân về chút chút mặt người thấp cao giữa đêm xuân dạo cảnh vườn đào đêm xuân ngoạn cảnh vườn nào lửa bừng trăng trăng sáng ba sao giữa trời đêm đã bảo hà là lời thăng thăng tinh 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 chứng ma chứng đàn hoàng về chứng ma chứng đàn độ cho Nguyễn đời đời vinh hoa từ nay phúc đặc hà xa.
tiên. Nào cô tém thuốc cô pha trà, pha trà mời ông chuốc chén ô long hội quỳnh tiên, chuốc nghi chén trà ô long tay nâng bình ngọc các bạn tiên dân ông chén lên hiện thượng kim ban chào mơ, hiện thượng kim ban mộng đơn long long tình khi từ nhà ông bảy bảy hiên hiên vua ba chén dân mời thì hộ trà ba chén chén kim dân mời thành thành nghiêng nghiêng ngọt na bồi kỳ tân lên a tân lên a tân ngọt na bồi kỳ thank you.
mắt. Mượn cũng đàn câu hát diệt hồn thơ. Khoảng không gian như đưa như tuyết như mây tan, chỉ bay bồng tâm thân thân phàm không nghĩ tới. Rộng không thế giới giấc mơ màng chốn ấy cánh bông lá cánh u già tùng cúc chúc mai nơi tịch mịch thú riêng hòa biệt thu. Ngắm chén trà con hoàng bấy ngồi ngắm câu thơ bác vạn hùng binh lệnh ông bảy truyền bác vạn hùng binh binh nghĩa kiểu bạc tia rước ông bảy về bằng hòa tố đối biển thành ra chân cảnh nghe an đức hoàng người chân cảnh nghe an về huyện thiên bảng làm quan đất đất phủ dày.
vòng hoang về ngày hôm nay thì bóng ông mười thân hôn tân đạo năng nhang phục thờ chân tình có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng vô chấp động hoàng về lục trí thần thơ chứng ma chứng đàn hoàng về chứng ma chứng đàn độ cho họ nguyện đời đời vinh hoa từ nay phúc đặng hà xa vinh hoa phú quý mọi điều thành công chứng giác sở tòng cho ghế ông hôm nay lòng
đường xa cách trời nhưng đâu đó gió đêm ngày
cô đôi vui chơi quán sao tân lầu sẽ ra đến chầu thức ngắn đi vô cha để từ cô vô số cất cao tiếng hát hoa vang câu ca
cũng về cách điều sớm chiều cả ba tay khối bề bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang cô bơ mô hiện danh nga chữ hiệu cô bơ chân cô bước xuống quảng họ
phách nhất nhất mà phách nhất nhất lại hò hoa, phách hai cô cầm chèo khoan khoan lại hò hoa, phách ba cô bẻ lá khoan gió hoa, xin cô mở lái ra chèo từ cô chèo từ hàn thác cô chèo ra qua ngôi đền phòng một là khoan gió. Bên kia cô ta treo xuôi cùng khe quan lại mà hò nhấp nhô đàn cá là khoan gió hò dăm ba thái nghị hò khoan gió hò đò thuyền mà sừng sừng dỡ khoan khoan hò cô mặc áo trắng trắng hoa quan lại mà hò miệng lại cười xin quan lại hò dâng cô vạn tuế mười hai cửa bể cô bờ dốc trời sắp mái chèo ra ít con sóc hải về đền tổ cô đền dâu quán cháo cô sực nhớ ra ngày hôm nay ngày tiệc đầu xuân cô bơ trèo về dạo cảnh thanh đô dạo chơi tây hồ nên chùa trần quốc xuống phủ tây hồ thuyền rồng thuyền cô đã tới bên đây tới phủ tới đây tới bên rồi cô ơi con xin cô gác mái chèo bơi khoan hò số đợi gió đông đông nghe hoa đào còn đợi gió đông đông nghe biết đâu quân tử cô trao duyên hà hỉ tình 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 là tình 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 à cô sinh phó là sinh xanh xanh vàng vàng mờ nắng non còn thấp tiên tiên nàng còn kém xa tình tình là tình ta tình là tình à ta tình tình ta cô về chừng chừng lễ chừng chừng đi tâm tâm đi biết cô đi về.
gió nghe mát trăng thanh, gió nghe mát cánh về cô bạn này. Hàng nào là kẻ băng người nam
chín huy hoàng lồng 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 có sắc sắc tăng phong thượng thượng nghị đẳng đẳng anh linh linh cô giáo cả thêm đức nga tiếng thơm mơ dài dài nghi 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 tiến độ lượng nơi nơi hải xanh xanh nghe nghe đục đục đỉnh đỉnh đôi sáng năm cánh cô sau hai hoa chạy qua
sinh nhất nhất to. Trên thượng giới theo hồ bộ thượng giới phủ dày yêu dấu cô vào ra bàn đến đây khuya sớm cô ra vào bộ khen nê cô đẹp mà nết nê na dịu hòa ra vắng vắng bên đồng suối điệu múa xòe cho má hồng tươi khăn phiêu phiền chờ mây đứng đợi vượt ngàn bắc suối
ai thương ai tay lộc có ba thương ai cô lại cái hoan cho được vào đến ở đây khuya sớm cô ra vào. Sớm chiều mà càng vang vang ơi vì ba sừng vàng bán quá trong họ giàu sang ma đời đời cô đến cho chân họ đời đời giàu sang.
kêu cho đi từ vẫn xa lắm. Tình tình anh đinh đinh trên đời có một lần thôi xa ta nhất nhập thì không tha. Sóng vào ra cửa rừng ngu một tiếng núi rừng ngàn yên bạc mình rước mẫu về ngự đất đi trăng trong nghi mẫu say nàng xa theo nghi 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 cô ngự thiên tàu nguyên
nguyên xưa. Tình 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 t
cô sinh khó là sinh. Thank you.
Thank you.
Đến đây, ra người tin nữ đang đi về bà.
nếp lại lần xa lóc quần thịt bàn cho đồng tiền tốt mùa dày bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ nguyện còn nhang khói phục thờ 30 mùng 1 10 tư hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 10 tư ngày đã ba tháng ngày ban cho tiền tốt bông dày bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành bồng ngon nhang khói cực thờ 30 mùng 1 ngày tư hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 10 tư chào mừng bất tiếng ca ba
bước trên đường này non dã về đây cô vô cùng ca khúc mắt dâng đời ca cô xinh như hoa cô đẹp như tiên giang cô yêu kiều giang cô yêu kiều về đến đây giang đời làm chút con sợ mà cô đẹp như hoa non dã về đây mang ấm no cho bạn đi đây cô đẹp quá cô xinh nhất động nhất cả tấu đây cô ai tâm thành cô sẽ cho đời ấm no cho buồn cho bạn khắp nơi trần gian trần gian ai biết cô về cả không đi trần gian ai biết cô về cả tôi đi thành ra hồi đêm quân đêm ngàn thắp một tuần nhang nghe dân văn sự tích trong đường tiên điện cô con sông mây cầu ngàn bao xanh ngàn lưng là
làng quan họ xanh xa, làng quan họ quê cô những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quay thao nói gì cô ơi, nón quay thao như nói gì cô ơi, ơi. Có cả tựa bạn thiền, có đôi ngồi bé lai, ấy quan họ về là về quê cô, ấy quan họ về là về quê cô. Khi tư phục kỳ lạ, khi nay đúng rồi lên bờ vắng vắng nghi tiếng tơ tình nghi chiêm đi à bảo lòng lật đật là cái nắng cái nghi chiêm đi à bảo lòng lật đật là cái nắng cái ai mua phải nào, có ai mua phải không nào, đôi bạn oanh nghi à, đôi bạn oanh nghi ngồi từ cửa giáp giáp thay nghi thương nhớ sầu oanh nghi nè nói chim nhạt ơi bạn ơi bình ơi là không biết cho đến bao giờ gặp lại cô đôi, không biết cho đến bao giờ gặp lại cô đôi. Ngồi rằng là ngồi tựa nghi à, có mấy bạn đi ơi ơ thuyền là ngồi tựa có à bạn thuyền ấy mấy đôi đã đôi nghĩ tay cô. Tựa nghi à, có mấy bạn đi ơi ơ thuyền là ngôi tựa có à bạn thuyền ấy mấy cô à cô nghi nhắc trong già ngôi rằng là ngôi tựa nghi à, có mấy bạn đi ơi ơ thuyền là ngôi tựa có à thuyền ấy mấy đôi ta đôi tay cô. Đang vui cô trở ra về nga người à, trông giật giật na xinh xinh là xinh 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 cô mua mua trước trước cậu cậu đồng trông giật giật na xinh xinh là xinh có đôi gì ta tình tình là cô đôi mua mua trước trước cậu cậu đồng trông giật giật na xinh xinh là xinh thanh gia hồi. Cô đôi bay rồi mời cậu cả đêm chơi, anh đinh chắc giác biển rộng cậu trông trông nghĩ ta 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 thanh xa đem con nên bé nhỏ con ngoan nê danh tiếng đồn thì mời cậu bé anh đinh cậu xa về. Mấy sông nghe cũng nghe nổ
đời vạn đèo. Cộng nghỉ cũng cũng qua kim phục hoàng tận cận thánh chúa tiền trưng vương heo của cậu đâu rồi này cậu ghế cậu ngoài phòng lắm liệt quá. Rước cậu hoàng nghi sơn tình răng tay tiên các cô chúc chén rượu đào dâng dâng nhị tuần tuần á dâng lên bệ ngọc để các cô nâng nâng mời nào mời rước cậu hoàng nghi sơn tình răng tay tiên các cô chúc chén rượu đào dâng dâng tam tuần tuần chung chung dâng dâng lên lên bệ ngọc để các cô nâng nâng đời nào đời mời cậu cạn chén 100%. Mà cậu đã say
được anh nào thằng có nhá, nhà nào đứa con đứa cái thì ốc ngương ốc o nó cũng ra các đường các kiểu ở nhà nhá, nhà nào cũng được mẹ mẹ khỏe khỏe bình an nhá, rồi hồi ra học nghiệp nhá, anh ra thằng có nhá. À, thế mà cho bản đền bản phủ đây nhá, lúc nào vui đền vui phủ như này nhá, được đông con nhà bát ngàn đệ tử nhá, để liên tục bà thỉnh cậu lên nó cũng vui đền vui phủ á. Thế mà cho cái nhà này nhá, sớm hót của Thái nhá. Rượu đào ba chén cậu đã say, tính ra câu hỏi rượu này của ai rất rất. Dạ thưa cậu, rượu này ghế họ quyết cầu chân chân cất đã hôm nay đem về dâm nghe cậu để cậu hướng vui. Nhắc trong cầu ngừ như ông tiên nhỏ nhỏ đèn pha lê sáng tỏ hơn sao. Cậu hút thuốc vào như long quân thủy, cậu nhả khói ra như ra cát cầu phong. Chàng vỗ tay ạ. Tự nhiên một bầu gió mát trăng